Và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Từ nay về sau, hễ ai đến cầu nguyện nơi này thì mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện. Thưa anh chị em thân mến, đó là lời của Đức Trinh Nữ Maria đã nói tại chính mảnh đất này cách đây hơn 200 năm. Và suốt trong thời gian lịch sử, kể cả những năm tháng và thời điểm vô cùng khó khăn, thì vẫn có những người con cái của Đức Mẹ đến nơi này. Bởi họ tin tưởng vào lời hứa của Đức Mẹ. Họ đến với Đức Mẹ với lòng cậy trông. Và rất nhiều người đã đón nhận ơn lành nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Họ đã được những ơn phần hồn, phần xác. Hôm nay đoàn hành hương của chúng ta cũng tin tưởng vào lời Đức Mẹ đã hứa năm xưa tại mảnh đất này cách đây hơn 200 năm. Từ nay, hễ ai đến cầu nguyện tại nơi này thì mẹ sẽ nhận lời và ban ơn như ý nguyện. Chúng tôi đến từ giáo phận Hà Nội và giáo phận Hải Phòng. Ở đây cũng có đông đảo công các bà đến từ nhiều giáo phận, từ nhiều giáo xứ khác. Chúng ta đến đây với lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria và với lòng cậy trông. Chúng ta đến đây mang theo những ước nguyện, những trăn trở, ưu tư trong cuộc đời. Và chúng ta tin rằng Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria và ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết. Trước thánh lễ, chúng ta đã cùng hiệp thông với chị em dâng hoa của giáo xứ Thánh An Tôn thuộc giáo phận Hải Phòng, cung kính dâng lên Đức Mẹ những lời ca khen, những đóa hoa lòng cùng với những ưu tư trăn trở. Chúng ta tin rằng những đóa hoa lòng của mỗi chúng ta, mặc dù không đứng trong đội hình dâng hoa, nhưng chúng ta cũng đã dâng lên Đức Mẹ với trọn niềm thảo kính. Và giờ đây chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa nhận lời chúng ta qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa chấp nhận những ước nguyện của anh chị em đến đây. Cầu nguyện xin cho gia đình, cho bản thân, cho sức khỏe, cho sự nghiệp. Cầu nguyện cho những người thân, cầu nguyện cho giáo xứ, cầu nguyện cho giáo hội và cầu nguyện cho biết bao nhu cầu khác, nhu cầu cá nhân cũng như nhu cầu tập thể, nhu cầu thiêng liêng cũng như nhu cầu đời sống xã hội. Giờ đây chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình để xin Chúa thanh tẩy và tha thứ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng sinh Thiên Thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày hôm nay chúng con họp mừng Thánh Mẫu Maria. Cúi xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà ban ơn trợ lực, để giúp chúng con là những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Sophonia. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến người phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng đời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của ngươi mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy mừng tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Xin người cứu độ tôi, các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người, vì nghiệp của người loan báo giữa muôn dân và nhắc nhở danh người siêu việt. Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Đàn ca nên mừng Chúa, vì ngươi đã thực hiện bao kỳ công, điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Clopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em thân mến, hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 dương lịch là tháng kính trái tim Đức Mẹ. Trong chu kỳ một năm phụng vụ, chúng ta có tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu,
và giáo hội cũng mời gọi chúng ta dành tháng 8 dương lịch để tôn kính trái tim Đức Mẹ. Chúng ta gọi là mẫu tâm, hay chúng ta còn gọi là trái tim vô nhiễm. Việc tôn thờ trái tim Chúa Giêsu và tôn kính trái tim Đức Mẹ xét về bản chất không giống nhau. Bởi vì khi tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu là chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Còn khi tôn vinh trái tim Đức Mẹ là chúng ta tôn kính ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria là tạo vật của Chúa, để chúng ta học hỏi nơi Đức Mẹ lòng mến Chúa. Đức Mẹ đã có lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, một tình yêu trọn hảo. Đương nhiên khi tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu không phải là chúng ta tôn thờ một cơ quan sinh học của con người, cơ thể con người, mà chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa. Khi tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu là chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy đã chứng minh qua việc Chúa Cha sai Chúa Con xuống thế làm người. Tình yêu ấy đã chứng minh qua việc Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá. Tình yêu ấy đã chứng minh qua trái tim mà một người lính đã lấy lưỡi đồng để đâm thấu trái tim, nước và máu trong trái tim chảy ra. Như thế, tôn vinh thánh tâm Chúa hay trái tim Chúa không phải chỉ là một cơ quan sinh học của cơ thể con người, mà là tôn vinh tình yêu của Chúa dành cho chúng ta vô cùng lớn lao, đồng thời cũng là lòng thương xót của người đối với nhân loại. Vậy thì khi tôn vinh trái tim Đức Mẹ là chúng ta cũng tôn vinh tình yêu của Đức Mẹ đối với Chúa, và tình yêu của Đức Mẹ đối với chúng ta đó là tình mẫu tử. Tại sao chúng ta lại dám gọi Đức Mẹ là mẹ của nhân loại? Tại sao chúng ta lại gọi trái tim của Đức Mẹ là mẫu tâm, là trái tim của người mẹ? Bởi vì như bài tin mừng Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, vào giây phút vô cùng đớn đau Đức Giêsu hấp hối trên thập giá, thì dưới chân thập giá có Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của người, và Thánh Gioan là môn đệ Chúa Giêsu yêu dấu. Thông thường trong đời sống con người, theo tâm lý nói chung, khi một người sắp ra đi, một người sắp tắt thở, thì thường trăn trối cho thân nhân, gia đình, con cháu, họ hàng những điều rất hệ trọng. Những điều rất hệ trọng, đồng thời đó cũng là những điều rất tâm huyết. Và chính trong giây phút đau thương này, Chúa Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan và trao phó Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Để rồi từ giây phút ấy, Đức Mẹ là mẹ của Thánh Gioan và đồng thời Đức Mẹ cũng là mẹ của tất cả những môn đệ Chúa Giêsu. Và từ giây phút đấy, Thánh Gioan là con của Đức Mẹ, và rồi những môn đệ của Đức Giêsu cũng trở thành con của Đức Mẹ, được Đức Mẹ che chở, yêu mến, phù trì, chúc phúc. Đức Mẹ yêu thương những người môn đệ của Chúa Giêsu cũng như Đức Mẹ yêu thương chính Chúa Giêsu vậy. Vì thế khi tôn vinh trái tim Đức Mẹ, thưa cộng đoàn thân mến, chúng ta suy tư về đức tin, về lòng cậy trông và về lòng yêu mến của Đức Mẹ. Chúng ta còn nhớ khi Đức Mẹ và Thánh Giuse đem hài nhi Giêsu lên đền thờ Jerusalem, cụ già Simeon đã nói tiên tri: "Này đây một lưỡi gươm sẽ đâm thấu qua trái tim bà, tâm hồn bà." Và lời tiên tri ấy vẫn luôn được ấp ủ trong lòng Đức Mẹ, và lời ấy đã thực hiện vào giờ phút Đức Mẹ đứng ở dưới chân thập giá để cùng với Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha hiến tế duy nhất, hiến tế của Con Thiên Chúa làm người, với mục đích để xin ơn tha tội cho trần gian. Vì thế, nơi chân thập giá, trái tim Đức Mẹ đã bị đâm thâu qua. Đức Mẹ không chết
vì đạo, nhưng Đức Mẹ là nữ vương các thánh tử đạo và Đức Mẹ là vị tử đạo. Bởi vì Đức Mẹ đã cùng với con mình là Đức Giêsu để dâng hy tế lên Chúa Cha, xin ơn tha tội cho loài người và để hòa giải nhân loại với Chúa. Người ta kể lại rằng ở vùng dân trại kia có một người mẹ, mỗi buổi sáng những người thanh niên trai trắng trong làng đều xuống tàu xuống thuyền để đi ra khơi đánh cá. Và những người phụ nữ thì ở nhà và trẻ em ở nhà. Kể từ khi những người thanh niên trai trắng, những người đàn ông, những người chồng ấy lên tàu ra khơi thì những người mẹ cũng bắt đầu lo lắng bởi vì không biết những gì sẽ xảy ra ngoài biển khơi. Rồi một hôm bỗng bão tố nổi lên, đã xế chiều mà những người dân trại đi biển chưa về. Họ bị bão ở ngoài biển không biết hướng đâu để tìm về nhà. Và người ta phải loay hoay, vất vả, gian nan, chống chọi với bão tố, có nguy cơ lật thuyền và trong đêm tối đang buông xuống, không biết đâu là hướng về nhà. Có những người đốt những bó đuốc, hy vọng người nhà của mình ở ngoài biển sẽ nhìn thấy để trở về. Nhưng có một người phụ nữ không chỉ đốt một bó đuốc, mà đốt cả căn nhà của mình cùng với tất cả những gì mình có, hy vọng sẽ tạo nên một vầng sáng lớn. Và nhờ vầng sáng ấy, những người dân trại, những người trai trắng trong làng ở ngoài biển đã tìm được hướng để về với đất liền an toàn vô sự. Nếu những người trai trắng, những người dân trại ấy đã trở về với đất liền an toàn vô sự, thì người phụ nữ đã mất hết tất cả, không còn gì. Bởi vì bà đã phóng lửa vào ngôi nhà ấy, thiêu rụi căn nhà và tất cả những gì mình có, tài sản của bà, để cứu những người ngoài khơi. Hình ảnh này, thưa anh chị em thân mến, được so sánh với Đức Trinh Nữ Maria khi ở dưới chân thập giá, Đức Mẹ đã hy sinh tất cả không còn gì. Và Đức Mẹ hy sinh như thế vì ơn cứu rỗi của trần gian, vì ơn cứu rỗi của chúng ta, vì yêu mến chúng ta. Đức Giêsu yêu mến con người đến nỗi trái tim của người đã bị đâm thâu qua, thì Đức Trinh Nữ Maria cũng bị trái tim đâm thâu qua. Vì Đức Mẹ yêu mến nhân loại cùng với một tình yêu của Đức Giêsu trên thập giá. Như thế hôm nay chúng ta về đây để hành hương, thưa anh chị em. Những người hành hương đều mang về nơi này những ưu tư, đau buồn của mình, những dự kiến tương lai, những bao nhiêu bận rộn, trăn trở, lo lắng. Chúng ta xin dâng lên Đức Mẹ để Đức Mẹ đoái nhận thương như lời Đức Mẹ đã hứa cách đây hơn 200 năm, để Đức Mẹ dâng lên Chúa, xin Chúa nhận lời và chúc phúc cho chúng ta. Cầu nguyện với Đức Mẹ để Đức Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa. Cầu nguyện với Đức Mẹ để Đức Mẹ dạy chúng ta biết thực thi lời Chúa. Cầu nguyện với Đức Mẹ để Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta, thêm sức mạnh cho chúng ta trong hành trình trần gian. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 dương lịch cũng là ngày lễ kính Thánh Alphonso, tiến sĩ hội thánh, là đấng sáng lập của dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Alphonso là một vị thánh cổ võ mọi người yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Và như thế các linh mục dòng Chúa Cứu Thế tiếp nối mọi thế hệ cũng cổ võ lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy chạy về đến với Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ sẵn sàng nâng đỡ, bầu cử, yêu mến chúng ta với tình yêu của mẹ, người mẹ, tình yêu của người, tình yêu mẫu tử. Xin Đức Mẹ nhận lời và chúc phúc cho chúng ta. Và xin Đức Mẹ, như mẹ đã hứa, hễ từ nay những ai đến nơi này mà cầu nguyện thì mẹ sẽ nhận lời và ban ơn như ý nguyện. Xin Chúa cho chúng ta muôn ơn lành. Amen. Chúng ta cầu nguyện theo các ý xin lễ, xin tạ ơn Đức Mẹ La Vang. Chúng ta cùng dâng tất cả những ý nguyện ấy trong thánh lễ này
và nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, xin Chúa đoái thương nhận lời những ý nguyện của chúng ta cùng với những người tham dự thánh lễ này mà có những ước nguyện sâu thẳm nơi tâm hồn. Chúa là đấng thấu hiểu mọi sự, xin Chúa thương nhận lời và chúc phúc cho chúng ta. Lạy Chúa là Chúa cả trời đã chúc mừng Chúa tổng ban cho chúng con bánh này là hoa màu sống đất và công lao của con người xin dâng lên Chúa để trở nên bánh truyền sinh cho chúng con. Chúa tụng trên Chúa đêm. Chúa là Chúa cả trời đất, chúc cùng Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm bởi cây nho và công lao của con người xin dâng lên Chúa để trở nên phục uống thiêng liêng cho Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu linh cho chúng ta cùng toàn lễ hội thánh. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để kính nhớ thân mẫu của Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và tuôn đổ ơn thánh dồi dào khiến chúng con cũng thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ân cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời. Khi đoái nhìn phần hiền nữ tỳ của Chúa, nhờ người Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng ngự trên nhân thành Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là trên mẫu thầy, mẫu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Minh cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục, Đức Tổng Giám mục Giuse, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Ê Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi bín loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
sạch sẽ cùng tin thật cho được mình thánh đức Chúa Giêsu là vua cả trên hết các vua, Chúa thắng trên hết các chúa, còn lại tin đức Chúa Cha cho được chẳng những về ngoài cùng được ích trong linh hồn nữa, lại tin đức Chúa Trời có lòng lành vô cùng. Khi con chịu mình thánh đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng thánh Maria đồng chính mà ra, vì thế con vào làm một cùng đức Chúa Giêsu, là con một đức Chúa Cha yêu lắm mà con bây giờ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm thánh thể nhân ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con kêu khấn mà ban cho chúng con niềm vui được tràn đầy ân sủng và được thấm nhuần ân cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây tôi làm phép ảnh tượng tràng hạt của mọi người, chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì yêu thương chúng con, Chúa đã muốn cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, người chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết để cứu chúng con khỏi quyền lực ma quỷ. Xin Chúa nhân từ chúc lành
và thánh hóa những tràng hạt mân côi và tượng ảnh này, để khi chúng con siêng năng đọc kinh mân côi thì chúng con suy gẫm các mầu nhiệm Chúa Kitô và tôn kính mẹ thánh người, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Trước khi kết thúc thánh lễ, tôi xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giáo phận Huế đã cho phép chúng tôi được dâng lễ tại linh đài Đức Mẹ. Và xin cảm ơn cha quản lý, cảm ơn cha quản nhiệm, cảm ơn quý thầy, quý sơ. Cảm ơn tất cả những người phục vụ đã cùng cộng tác với chúng tôi để dâng thánh lễ này. Và tôi cũng cảm ơn chị em dâng hoa đến từ giáo xứ Thánh An Tôn rất là xa xôi vất vả của giáo phận Hải Phòng. Để thể hiện lòng yêu mến đối với Đức Mẹ, tôi cũng hân hạnh được gặp gỡ công các bà hành hương từ nhiều phương trời khác nhau về đây. Xin Đức Mẹ đón nhận những ước nguyện của chúng ta và xin kính chúc tất cả mọi người luôn luôn được bình an mạnh khỏe nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ. Xin cảm ơn. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng con xin tạ ơn Chúa Linh Quyền.